Đây là đoạn km 66 quốc lộ 24, đỉnh đèo Violac, nơi đang xảy ra sạt lở. Theo người dân thường qua lại khu vực này, do mưa lớn vào ngày 8 tháng 9 năm 2013 vừa qua, một khối đá trên cao đã đổ xuống chắn giữa đỉnh đèo. Rất may, khi xảy ra sạt lở không có người qua lại. Người dân phải nhổ một số cọc đường bản hiệu để các phương tiện có thể qua lại. Việc qua lại rất khó khăn và nguy hiểm khi các khối đá trên cao có thể tiếp tục rơi xuống bất cứ lúc nào. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng cho đến nay vẫn không thấy đơn vị chức năng nào đến khắc phục di chuyển các tảng đá rơi giữa đường. Điều đáng nói, khu vực đèo xảy ra sạt lở cũng là nơi thời gian qua nhiều người tập trung đến đào bới tìm gỗ sưa. Tại đây còn có tấm bảng với nội dung cấm đào bới gỗ huỳnh đàn này nằm ngay tại khu vực đá rơi. Được biết, đèo Violac năm nào cũng xảy ra sạt lở đường.